Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Làm Tông Chủ, Quy Củ Của Ta Có Chút Dã, tác giả Nina Phù. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 192 Tần Vương nguy hiểm lần đầu nghe thấy từ Phượng tới. Tại Hoàng đế một phương xem ra, chúng ta còn không có đối với các ngươi thống hạ sát thủ, các ngươi lại muốn làm chết ta. Nhất là tại Hoàng Thái Hậu trong mắt, Tần Vương phủ, đã thuộc về hẳn phải chết tồn tại. Liên đới Chu Vương hai phe, cùng nhau đối với Tần Vương phủ động thủ. Tần Vương phủ thì là hết đường chối cãi, cũng không cách nào biện. Trực tiếp dẫn đến, mấy chục năm qua, song phương ma sát không ngừng. Mặc dù còn chưa toàn diện tổng tiến công, nhưng to to nhỏ nhỏ chiến tranh, lại là đánh không xuống trăm ngàn trận. Lại chính là loại này nước ấm nấu ếch xanh phương thức, để Tần Vương phủ cực kỳ khó chịu. Toàn diện đại chiến, bọn hắn không phải là đối thủ. Nước ấm nấu ếch xanh, lại bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Dù sao Tần Vương phủ muốn một đối ba, chẳng những muốn đối mặt Đông Tây hai vương, còn muốn đối mặt tứ phương tiên triều quân chủ lực hắn trấn nam quân lợi hại hơn nữa. Hắn Tần Vương phủ phụ tá môn khách lại nhiều, lấy một địch ba cũng tuyệt không phần thắng. Những năm gần đây, Tần Vương phủ biết mang xuống chỉ có một con đường chết, nhưng lại chỉ có thể kéo, trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp gì. Không, không đối, là căn bản không cần đoán a. Bất định hót, cái này không khó đoán, bất quá là hoàng triều nội bộ đấu tranh quen dùng tiết mục mà thôi. Lâm Phàm bĩu môi, cái này rất khó đoán sao? Rõ ràng tất cả kịch truyền hình đều là quay như vậy cho nên, bọn hắn chỉ có thể bị ép trở thành phản tặc, bị ép hai mặt thụ địch, bị ép vương đằng thở dài, Tần Vương phủ ba mặt thụ địch, lại đối mặt địch nhân. Vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều tại bọn hắn phía trên, cơ hồ không có lật bàn khả năng. Chỉ có Tần Vũ, bởi vì là cái phế vật, cho nên mới một mực không có danh khí gì, thẳng đến hắn đi ra con đường của mình, trở thành kim bài sát thủ lưu tinh, gặp lại Lâm Phàm không sai. Ngươi sư đệ có đây không? Để hắn liên hệ ta, có thể là hai người các ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Mà vì có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, Tần Vương phủ nhất mạch cũng chỉ có hủy đi tường đông bổ tường tây. Muốn các loại biện pháp không ngừng tăng cường thực lực bản thân bởi vì tiên triều, dân chúng bình thường xem ra là Tần Vương phủ ám sát Hoàng Thái Hậu, có mưu phản chí ý trước đây. Nhưng Tần Vương phủ nhưng lại không thể buông tha, càng không thể thúc thủ chịu trói. Kỳ thật, phía nam ngoại bộ thế lực, mới là tiến công Tần Vương phủ chủ lực. Vương Đằng vội vàng tìm được Tần Vũ, có chút xấu hổ nói sư đệ, thật có lỗi, ta tự tiện đem Tần Vương phủ khốn cảnh cáo chi sư tôn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Làm sao, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Nếu không, một khi đem tông môn liên lụy vào, thậm chí dẫn đến tông môn bị tổn thất, đệ tử lương tâm khó có thể bình an, a, chỉ có thể chỉ hoãn tử vong. Mà lại, ta nếu là không có đoán sai, Tần Vương phủ là bị hố. Cái này đó là cái đạo lý gì? Bây giờ chính là như vậy. Không chỉ có như vậy, Tần Vương phủ xác suất lớn có nội gian. Sư tôn nghe chút, lại là biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí so với chính mình thậm chí Tần Vũ biết đến đều muốn càng rõ ràng hơn. Đương đại Tần Vương, cùng Tần Vũ hai vị huynh trưởng, những năm gần đây đều tại bốn chỗ chinh chiến. Vương Đằng mộng, tứ phương tiên triều diệt Tần Vương phủ, chính là vì bình định phản loạn, thảo phạt nghịch tặc. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, cái này thật không khó đoán. Mình tại Tần Vũ chỗ ấy nghe từ đầu đến cuối, lại cùng sư tôn từ đầu giảng đến đuôi, chính mình thế nào cái gì đều không có nghe được. Tại, ta cái này đi tìm hắn. Lâm Phàm biết Vương Đằng hiểu biết không nhiều, liền muốn trực tiếp liên hệ người trong cuộc. Một khi thúc thủ chịu trói, Tần Vương phủ trên dưới, liền sẽ chó gà không tha. Mà Hoàng Triều đấu tranh là vô tình nhất, lại thêm Vương Đằng gật đầu, không hổ là sư tôn, chính là nhìn thấu qua. Ta có thể minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Tần Vũ cười khổ, chỉ có thể gật đầu, sau đó đối với truyền âm Ngọc Phù nói, đa tạ sư tôn quan tâm. Nhưng đây là Tần Vương phủ sự tình, cùng tông môn không quan hệ. Nếu là ta không có đoán sai, tứ phương tiên triều phía nam thế lực, cũng không có nhàn rỗi chứ. Lâm Phàm nghe chút, biểu thị hài lòng. Thậm chí, hoàng đế bên kia, còn thuộc về chính nghĩa một phương. Chuyện sau đó, Lâm Phàm liền phần lớn biết được. Còn xin sư tôn chớ có lo lắng quá mức, hết thảy để cho chúng ta Tần Vương phủ tự hành xử lý thuận tiện. Nhưng, chung quy là nhà mình đệ tử, làm sao có thể làm như không thấy. Người nghĩ hay lắm. Lâm Phàm cười mắng, Lãng Nguyệt Tông những năm gần đây lẫn vào không đành lòng nhìn thẳng. Mấy năm gần đây thật vất vả phục hồi như cũ mấy phần, ngươi còn muốn để cho ta mang nhà mang người vì ngươi Tần Vương phủ mà chiến phải không? Phương diện này, ta sẽ không giúp ngươi, vẻn vẹn sư huynh của ngươi tới người giúp đỡ, đã là cực hạn. Đệ tử kia liền yên tâm.
Tần Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại nói, bất quá, nếu để cho sư huynh chuyện như vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, cũng là không đẹp, không bằng đem sư huynh cũng ta sợ cái gì. Vương Đằng trừng mắt, sư huynh không sợ. Hắn về cùng không trở về, toàn bằng chính mình. Lâm Phàm đánh gãy hai người cãi lộn, nói sau đó, ta lại có mấy lời phải nói cho ngươi. Phương diện chiến lực, Lãng Nguyệt Tông trước mắt tự vệ đều chưa hẳn có thể làm được, bởi vậy không cách nào cho các ngươi Tần Vương phủ cung cấp thứ gì, nhưng về mặt đan dược, nếu là có còn thừa, lại có thể bán cho các ngươi Tần Vương phủ. Lãng Nguyệt Tông đan dược, ngươi cũng biết. Đa tạ sư tôn. Tần Vũ đại hỉ. Lãng Nguyệt Tông đều là phẩm chất cao đan dược, phần lớn xuất từ đại sư tỷ chi thủ, nếu là có thể cầm tới phẩm chất cao đan dược, không cần quá nhiều, đều có thể giải Tần Vương phủ khẩn cấp. Ta sẽ dựa theo so giá thị trường cao hơn 2 thành giá vị thu lấy. Cần có nhất ngũ giai trở lên chữa thương loại đan dược. Giá thị trường lại thấp 2 thành thuận tiện, người trong nhà, nếu là còn giá cao bán, vi sư thành cái gì? Lâm Phàm lắc đầu, nói việc này quyết định như vậy đi. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, ta không biết các ngươi Tần Vương phủ phải chăng đã có kết luận, nhưng ta vẫn là phải lắm miệng nói lên vài câu. Sư tôn chỗ đó. Tần Vũ liền nói, còn xin sư tôn chỉ điểm. Chớ nên trách vi sư lắm miệng chính là. Lâm Phàm nói tiếp, đầu tiên, tứ phương tiên triều thế cục, cùng các ngươi suy nghĩ, xác suất lớn cũng không giống nhau. A, xin mời sư tôn giải hoặc. Tần Vũ mờ mịt. Trước xác định một sự kiện, Vương Đằng biết, cũng không phải là kiến thức nửa vời. Lúc trước sách phía dưới, các ngươi Tần Vương phủ cho là, đây là Hoàng Thái Hậu có chứng hoang tưởng bị hại, cho nên muốn tước bỏ thuộc địa, nhưng ta cho là cũng không phải là như vậy, bọn hắn không phải muốn tước bỏ thuộc địa, mà là muốn đối phó các ngươi Tần Vương phủ. Đương nhiên, có lẽ còn muốn tăng thêm phương Bắc Từ Vương phủ. Cái này Tần Vũ sững sờ, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy, đoán. Lâm Phàm than nhẹ, các ngươi người trong cuộc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bởi vì cái gọi là không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Các ngươi bây giờ nói chung đã là như thế. Hoàn toàn chính xác, các ngươi lấy được tin tức, chính là tứ phương tiên triều muốn tước bỏ thuộc địa. Đầu tiên muốn đối phó, chính là tứ đại dị tính vương. Nhưng phương Tây Chu Vương chính là Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ, mà Đông Phương Chu Vương lại là Chu Vương thân gia. Như vậy tính toán, bọn hắn sớm đã là một đám. Ngược lại là các ngươi Tần, Từ hai nhà, cùng bọn hắn không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác các ngươi có tay cầm trọng binh, lại quyền lợi to lớn. Dĩ vãng, mọi người kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ, ngược lại cũng thôi. Coi như bọn hắn muốn động thủ, thực lực cũng không đủ, nhưng bây giờ, bọn hắn 3 nhà hợp nhất, đối phó các ngươi 2 nhà, vốn là chiếm cứ ưu thế. Các ngươi Tần Vương phủ nhưng lại xuất hiện ứng kích phản ứng, bây giờ, bọn hắn chỉ cần 3 nhà đối phó ngươi 1 nhà thuận tiện. Đối đãi các ngươi Tần Vương phủ hủy diệt, lại quay đầu lại đối phó Từ gia, liền đã là ván đã đóng thuyền, 10 phần chắc chín sự tình. Như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ. Nghe xong Lâm Phàm phân tích, Tần Vũ trầm tư nói, đệ tử cũng không phải là muốn chất vấn sư tôn, chỉ là, bọn hắn vì sao muốn như vậy? Diệt chúng ta Tần Vương phủ, lại diệt Từ Vương phủ. Cái kia Chu Vương phủ cùng Chu Vương phủ, vì sao muốn cùng Hoàng Thái Hậu bọn hắn liên thủ? Vẻn vẹn bởi vì thân tình sao? Chỉ khi nào đằng sau Hoàng Thái Hậu cùng bệ hạ bắt đầu đối phó bọn hắn 2 nhà, bọn hắn lại nên như thế nào? Vì sao muốn đối phó? Lâm Phàm thổn thức. Thầm nghĩ đây chính là chưa có xem cung đấu kịch, không hiểu rõ lịch sử đi hướng tai hại bất quá, cũng không thể trách bọn hắn không có trải qua những này. Chỉ có thể nói, tiên triều cùng Hoàng Triều có khác nhau. Hoàng Triều 200-300 năm có lẽ đều đã tận thay đổi mấy vòng. Tiên Triều 200-300 năm, cũng liền thở một ngụm có thể là ăn bữa cơm công phu, thay đổi cực ít. Lại thêm tu tiên giả lấy thực lực vi tôn, cho nên cùng loại đấu tranh cực ít, bọn hắn căn bản là không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Còn có nguyên nhân, thì là tứ phương tiên triều khai quốc hoàng đế quá hào phóng, ủy quyền quá độ, trực tiếp dẫn đến cục diện bây giờ, cho nên có đôi khi làm hoàng đế, quá hào phóng cũng không tốt. Suy nghĩ sau khi, Lâm Phàm nói tiếp, bọn hắn đã là một đám, nếu không, các ngươi có thể đoán được sự tình, có thể được đến tin tức. Chu Vương sẽ không biết sao. Biết tin tức này điều kiện tiên quyết, bọn hắn biết rõ Hoàng Thái Hậu muốn đối phó chính mình, vì sao còn muốn giúp nàng trừ phi bọn hắn đầu óc có vấn đề. Nếu không, chính là tước bỏ thuộc địa căn bản chính là tin tức giả, bọn hắn muốn gọt, không phải phiên, càng không phải là tất cả dị tính vương, mà là các ngươi Tần Vương phủ cùng Từ Vương phủ. Về phần mục đích, rất đơn giản. Quyền lợi. Còn có lợi ích. Hoàng đế vốn là muốn tập quyền chỗ tốt, không cần nhiều lời. Vả lại, hoàng đế cũng lo lắng các ngươi sẽ phản, dù sao khai quốc hoàng đế chiếu thư đã minh xác cho thấy, các ngươi có thể lấy mà thay vào, đổi cái hoàng đế nào không sợ.
Trước kia là không có cơ hội, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, dù là không có khả năng nhất cử hủy bỏ tất cả dị tính vương, trước phế hai cái, cũng là cực tốt. Thế nhưng là môi hở răng lạnh a. Tần Vũ có chút sợ hãi, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng lại có chút không nguyện ý tin tưởng. Chu Vương bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ đằng sau bị thanh toán sao? Sợ, bọn hắn cũng sợ. Cho nên, bọn hắn liên thủ. Thậm chí rất có thể việc này chính là bọn hắn một tay thôi động, ban đầu, thì là hai nhà bọn họ thông gia. Thông gia đằng sau, liền có sơ bộ tín nhiệm, lại đằng sau, rất nhiều chuyện đều thuận tiện. Mà bởi vì có tiên đế chiếu thư tại, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy mà thay vào làm hoàng đế. Bởi vậy, bọn hắn liền một tay thôi động việc này phong hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vả lại, Hoàng Thái Hậu vốn là người của bọn hắn, không phải sao? Cái gì chứng hoang tưởng bị hại, theo ta thấy, căn bản chính là cố ý hành động, tin tức là bọn hắn cố ý tiết lộ, thậm chí các ngươi Tần Vương phủ còn có địa vị không thấp nội gian, cũng chính là hắn, các ngươi ám sát mới có thể thất bại, từ đó làm cho bại lộ, cũng mất đi đạo đức điểm cao. Còn có một chút, Lâm Phàm dừng một chút, nói tiếp, các ngươi chú ý tới sao? Tựa hồ, đây hết thảy. Đều là Hoàng Thái Hậu đang làm sự tình, mà đương đại Hoàng đế, lại là cơ hồ trong suốt. Cái này há không chính là tại vì, Hoàng đế vô năng, tự rước chi trải đường. Cho nên, trong mắt của ta, muốn nói Chu Vương cùng Chu Vương lo lắng bị thanh toán, lại là lời nói vô căn cứ, bọn hắn vốn là người thôi động, muốn thanh toán, cũng là bọn hắn thanh toán hoàng tộc, mà không phải bọn hắn bị hoàng tộc chỗ thanh toán. Về phần cuối cùng bọn hắn phân chia như thế nào lợi ích, ai tới làm vị Hoàng đế này, ta lại là không được biết rồi. Đương nhiên, đây chỉ là vi sư cá nhân suy đoán, cũng chưa chắc liền đối với, nhưng nếu là tín nhiệm vi sư, liền có thể để cho người ta hướng phương hướng này đi thăm dò, ta tin tưởng, luôn có thể tra ra chút dấu vết để lại đến. Tần Vũ, hắn tâm thần rung mạnh, trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà tin được, thanh toán hoàng tộc, loại sự tình này, tại tiên triều bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Bởi vì làm hoàng đế, ai không sợ điểm ấy, cho nên, bọn hắn đều sẽ để cho mình dưới tay trọng thần. Nhất là tay cầm trọng binh người lập xuống các loại khắc nghiệt lời thề, trói buộc bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn không dám làm loạn. Bởi vậy, Tần Vũ phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng nghĩ lại, tứ phương tiên triều khai quốc hoàng đế mở đầu xong a, hắn cùng bốn vị dị tính vương đều là huynh đệ sinh tử, đương nhiên sẽ không hoài nghi bọn hắn. Còn đặc biệt lập xuống chiếu thư điều này sẽ đưa đến, người kế nhiệm cũng không cách nào cải biến đây hết thảy. Dần già có người sinh ra ý đồ xấu, cũng không kỳ quái. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Làm vương gia, nào có làm hoàng đế thống khoái. Lâm Phàm thổn thức, ta ngược lại thật ra hy vọng ta đoán sai, bất quá thôi, hết thảy vẫn là chờ các ngươi điều tra đằng sau làm tiếp kết luận đi. Sư tôn, chỉ sợ thật bị ngươi nói trúng. Tần Vũ cười khổ, mặc dù còn không có cha, nhưng ta cho là sư tôn phân tích có lý, là chúng ta Tần Vương phủ chủ quan. Sau đó ta sẽ lập tức liên hệ phụ vương, đề nghị hắn nghiêm tra. Chỉ là sư tôn, nếu thật sự là như thế, chúng ta Tần Vương phủ, nhưng còn có phá cục kế sách. Ta muốn giúp đỡ phụ vương, giúp đỡ Tần Vương phủ tất cả mọi người. Có. Lâm Phàm việc nhân đức không nhường ai, nói bất quá hết thảy điều kiện trước tiên đều là, xây dựng ở ta phỏng đoán chính xác điều kiện tiên quyết, nếu không phải như vậy, liền tất cả đều là nhiều lời. Còn xin sư tôn chỉ giáo. Tần Vũ nghiêm mặt, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Nói cho cùng, kỳ thật cũng chính là đơn giản nhất bộ kia thôi. Không có gì hơn là dựa thế, hợp tung liên hoành chi lưu. Cái này Tần Vũ không hiểu, sư tôn, dựa thế đệ tử minh bạch, nhưng cái này hợp tung liên khoảng là ý gì? Lâm Phàm vỗ ót một cái mà. Đến, hai thế giới văn hóa nội tình khác biệt, tự nhiên không có khả năng nghe hiểu được tất cả thành ngữ, nhưng muốn để hắn để giải thích thành ngữ, thật đúng là không biết nói thế nào nghĩ lại một suy nghĩ, dứt khoát kể chuyện xưa đi. Trực tiếp đem hợp tung liên hoành điển cố nói ra có thể vẫn được. Một cái cố sự nghe xong, Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Diệu quá thay, cái này đích xác là phá cục chi pháp. Sư tôn chi tài, đã là kinh thiên vĩ địa, từ xưa đến nay, đều hãn hữu có thể cùng sư tôn đánh đồng người a. Tại thời gian ngắn như thế bên trong, liền muốn ra bực này tinh diệu phá cục chi pháp. Nghe xong Tần Vũ thổi phồng, Lâm Phàm có chút mộng bức. Rất tinh diệu sao, ở địa cầu, tại Hoa Hạ, cái này không phải liền là thông thường thao tác, ta còn không có cho các ngươi giảng du kích chiến đâu, còn không có cùng các ngươi giảng đổi nhà đấu pháp đâu, đây chỉ là đại thể phương hướng. Chiếu ngươi thuyết pháp này, nếu là ta đem những này chi tiết tất cả đều kể cho ngươi rõ ràng, ngươi không được phụng ta như thần à, thế nhưng là, hắn nhưng lại có thể nghe được, Tần Vũ tuyệt không phải tận lực thổi phồng. Ngược lại là chữ chữ thực tình, câu câu phế phủ. Nói ngắn gọn, hắn là chăm chú, hắn thật cho là hợp tung liên hoành phi thường ngưu bức. Đương nhiên, cái này xác thực bỏ Nhật Bản bức, thế nhưng không đến mức để cho các ngươi thổi thành như vậy đi,
tốt xấu là phát triển không biết bao nhiêu năm thế giới, coi như các ngươi một lòng tu tiên, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cũng không trở thành đầu óc thật không dùng được đi. Đột nhiên, Lâm Phàm giật mình trong lòng. Không thể nào, chẳng lẽ, mẹ nó ta cũng có hàng trí quang hoàn. Nếu có hàng trí quang hoàn lời nói, cái kia hết thảy đều có thể nói thông. Thế nhưng là không đúng. Ta bình thường gặp phải đối thủ cũng rất bình thường a. Chẳng lẽ là đối với, khẳng định vẫn là nắm đấm quá dễ sử dụng, cho nên căn bản là lười nhác động não, cùng phí đầu óc chơi cái gì sách lược, âm mưu, còn không bằng nghĩ thêm đến như thế nào đột phá, nhiều suy nghĩ ra mấy loại mới bí thuật, trực tiếp giải quyết hết thảy. Ân, khẳng định là như vậy. Lâm Phàm tin tưởng không nghi ngờ, suy nghĩ kỹ càng đằng sau, lúc này mới đối Tần Vũ nói những này thổi phồng nói như vậy liền không cần, chúng ta sư đồ ở giữa không cần như vậy, so sánh dưới, ngươi cũng không như trước ngẫm lại. Các ngươi Tần Vương phủ nên làm thế nào cho phải? Dựa thế cũng tốt, hợp tung liên hoành cũng được, đạo lý các ngươi bây giờ đều hiểu, nhưng chung quy là bầu trời cao, quá lớn, muốn cụ thể áp dụng thời điểm, nên như thế nào hành động, mượn ai thế? Lại nên cùng ai hợp tung liên hoành? Cái này, đều là cái vấn đề. Dựa thế Tần Vũ trầm tư nói, đệ tử trước mắt ngược lại là không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng hợp tung liên hoành, không hề nghi ngờ, tốt nhất đối tượng chính là phương Bắc Từ Vương phủ. Không sai, Trấn Bắc Vương, Từ Vương phủ. Môi hở răng lạnh, đạo lý này bọn hắn tất nhiên minh bạch, mà lại, ta nếu là không có đoán sai, Từ Vương phủ bên trong, nên là có người tài ba, đã xem thấu đây hết thảy. Chỉ là, trước mắt các ngươi Tần Vương phủ mới là mặt khác mấy nhà mục tiêu chủ yếu, bọn hắn tự nhiên liền không vội. Nhưng bọn hắn tất nhiên cũng là kiến bò trên chảo nóng. Lâm Phàm mỉm cười. Sư tôn có ý tứ là, Tần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói. Cùng Từ Vương phủ hợp tác, chính là ăn nhịp với nhau. Nếu như thao tác thỏa đáng, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, nhưng cũng chưa hẳn. Lâm Phàm thở dài, lòng người khó dò. Ai cũng không biết Từ Vương phủ người nghĩ như thế nào, vì sư thân ở Tây Nam vực, cũng không có khả năng biết được Từ Vương phủ ra sao dự định. Vả lại, cái này cũng cùng các ngươi ở giữa như thế nào giao lưu, như thế nào thao tác có trực tiếp liên hệ. Liên minh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng có thể hay không thuận lợi liên minh, vi sư cũng nói không chính xác. Lại tại trong lúc này, mấy nhà kia cũng tất nhiên không có khả năng nhìn xem các ngươi thuận lợi liên minh. Cho nên đây hết thảy, cũng không thể quá mức trắng trợn. Lại trước đó, còn nhất định phải nhổ các ngươi Tần Vương phủ bên trong cái đinh. Chỉ hy vọng vi sư đoán sai mới tốt. Truyền âm kết thúc về sau, Tần Vũ lo lắng. Đối với Vương Đằng nói, sư huynh Vương Đằng khoát khoát tay, khẽ cười nói, không cần nhiều lời, đi thôi. Đa tạ sư huynh. Tần Vũ bước nhanh mà rời đi. Đồng thời lập tức liên hệ Phụ Vương, cũng đem Lâm Phàm phỏng đoán cáo chi. Phụ Vương, mặc dù sư tôn tại phía xa Tây Nam vực, nhưng ở ta xem ra, sư tôn phân tích không phải không có lý, chúng ta không thể không phòng a. Lại liên hợp Từ Vương phủ, chính là chúng ta lựa chọn duy nhất. Còn xin Phụ Vương nhiều hơn cân nhắc. Truyền âm ngọc phù đầu kia có chút trầm mặc. Tần Vũ lại là cảm thấy có chút không đúng. Vì sao là trầm mặc? Phụ Vương nghe được sư tôn phân tích đằng sau, chẳng lẽ không phải là cực kỳ chấn kinh? Cũng truy vấn các loại chi tiết a. Một lát sau, Tần Vương đáp lại, Từ Vương phủ bên kia, không cần. Phụ Vương. Tần Vũ trong lòng giật mình, đang muốn lại khuyên, lại đột nhiên kịp phản ứng. Không đối. Phụ Vương đã liên lạc qua Từ Vương phủ bên kia. Nói cách khác, ngài đã biết được Thái Hậu bên kia dã tâm. Ân. Tần Vương than nhẹ, mấy chục năm, vi phụ nếu là còn thấy không rõ những này, cũng không tránh khỏi quá ngu chút, chẳng qua là vì cha có chính mình suy tính, mới một mực chưa từng nói cho ngươi. Từ Vương phủ bên kia, cũng là sớm đã liên lạc qua, lại liên lạc qua vài lần. Nhưng đều đã thất bại chấm dứt, Từ Vương phủ tựa hồ có thuộc về bọn hắn băn khoăn của mình, hoặc là còn ôm lấy cuối cùng một tia huyễn tưởng. Tóm lại, vi phụ đã hết tất cả cố gắng, nhưng kết quả, lại là cũng không như ý. Lại, vi phụ không ngờ tới, ngươi vị sư tôn kia càng như thế lợi hại. Vốn không che mặt, thân ở Tây Nam vực, đều có thể, từ dăm ba câu này ở giữa liền đem thế cục phân tích tình trạng như thế. Thậm chí, còn như vậy chắc chắn chúng ta trong phủ Tần Vương, có cái đinh. Tần Vương trầm mặc một lát sau, mới nói lại là cha cũng chưa từng nghĩ đến, là Thái Hậu kia chủ động thiết kế, dẫn dụ chờ ta ra tay. Ngược lại là chủ quan. Tần Vũ giật mình, thế nhưng là Phụ Vương, việc này, không phải còn không có kết luận a? Có lẽ sư tôn hắn đoán sai loại người này, gần như không có khả năng sai. Tần Vương nhịn không được cười lên, có thể cách xa nhau vô số vạn dặm, lại chỉ là... Từ dăm ba câu ở giữa liền đem thế cục phân tích tình trạng như thế người, làm sao lại sai? Lại bây giờ nghĩ đến, lúc trước lần kia ám sát, đích thật là điểm đáng ngờ trùng điệp. Vi phụ vừa có ý tưởng, vừa vặn có nhân thủ.
Thái hậu liền vừa vặn xuất cung, cho cơ hội hết thảy đều quá mức trùng hợp quá nhiều, bản thân liền có vấn đề. Yên tâm, không quá 3 ngày, vi phụ liền có thể bắt được cái đinh. Đến lúc đó ngươi liền biết được. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, người sư tôn hắn là một tông chi chủ. Như hắn là tán tu, tốt biết bao nhiêu. Đại tài như thế trong phủ Tần Vương thật sâu nhíu mày, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Trước mặt người khác, hắn uy phong lẫm liệt, như bất bại chiến thần. Nhưng không có người bên ngoài tại lúc, hắn nhưng cũng khó nén trong lòng khổ sở cùng vô lực. Gánh này, áp lực này, quá lớn. Tần Vũ nghe vậy, cũng là trầm mặc. Hắn tự nhiên minh bạch chính mình phụ vương ý tứ. Mà lại, hắn cảm giác sâu sắc có đạo lý. Lấy chính mình sư tôn trí tuệ, nếu là nguyện ý tọa trấn Tần Vương phủ bày mưu tính kế, Tần Vương phủ thì như thế nào sẽ như đương kim như vậy bị động. Đáng tiếc đúng rồi, phụ vương. Tần Vũ đột nhiên kịp phản ứng, sư tôn còn nói. Cái đinh này, nếu là có biện pháp điều tra ra cũng xác nhận, hay là tốt nhất chớ có trực tiếp nhổ tốt, thậm chí, tốt nhất là chớ có để hắn biết được chính mình đã bại lộ. Để tránh đánh cỏ động rắn. Đánh cỏ động rắn. Tần Vương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lời này, ngược lại là thú vị. Xem ra là xuất từ người bình thường miệng. Dù sao chỉ có người bình thường mới có thể sợ rắn, mà lại, là ngay cả cây cỏ lắc lư âm thanh đều sợ phổ thông tiểu xà. Thuận miệng một lời, liền có thể lưu truyền thiên cổ à, bực này đại tài, hận không thể làm việc cho ta. Tần Vương trong lòng, càng là cảm khái đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không có khác ý tưởng gì. Người ta nguyện ý chỉ điểm, đã là nhân tình to lớn, cớ gì còn muốn yêu cầu xa vời quá nhiều. Nói tiếp, hắn ra hiệu Tần Vũ tiếp tục. Mấy năm qua này, hắn đối với mình tiểu nhi tử này, là càng phát ra hài lòng cùng yêu thương. Nhưng lại vẫn như cũ không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Càng là biểu hiện ra ngoài, tiểu nhi tử càng là nguy hiểm, lại hắn giấu vô cùng tốt. Ngoại nhân cơ hồ không có mấy cái biết được Tần Vũ tướng mạo. Dù là gặp qua, dù là biết được hắn là Tần Vương phủ người, cũng không biết làm Tần Vương con thứ 3. Sư tôn nói, tại không đánh cỏ động rắn điều kiện trước tiên phía dưới, xác định đối phương chính là cái đinh, liền có thể trái lại lợi dụng đối phương. Thậm chí, còn có thể giả ý tăng lên nó địa vị, chức quan. Như vậy, liền có thể lợi dụng hắn truyền lại càng nhiều tin tức giả ra ngoài. Sau đó phương pháp trái ngược, lời ấy có lý, có rất nhiều để ý. Tần Vương hai mắt tỏa ánh sáng, phương pháp trái ngược, liền nên như vậy à. Giết không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là sẽ để cho bọn hắn sinh ra tâm phòng bị, lại khó đảm bảo sẽ phái ra cái đinh khác tới, có thể chỉ cần lưu lại, giả ý trọng dụng chỗ tốt nhiều lắm. Rượu, rượu à. Hắn nhịn không được cuồng tự chụp mình đùi. Đây là chân rượu à. Trước đó, hắn thật đúng là không nghĩ tới loại thao tác này. Dù sao nội gian quá mức đáng giận, có thể bắt được lời nói, tự nhiên là muốn trực tiếp làm chết Hà Giận. Bây giờ bị Lâm Phàm nhắc nhở, trong nháy mắt liền có vô số ý nghĩ tại Tần Vương trong đầu nổi lên, mới đột nhiên khai khiếu, ai nguyên lai có thể dạng này chơi. Ngươi sư tôn, thật là thần nhân vậy. Nếu là ngày sau có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn nâng ly cạn chén, không say không về. Vũ Nhi, ngươi cần phải hào hào phụng dưỡng hắn. Có thể bái Lâm Phàm tiên sinh vi sư, là ngươi đời này may mắn a. Đó là tự nhiên, hài nhi minh bạch. Hai cha con lại là một trận thở dài. Sau đó, không biết nên như thế nào cho phải Tần Vũ, chỉ có thể lại lần nữa tìm tới Lâm Phàm, hy vọng hắn có thể cho điểm ý kiến. Sư tôn, nói chung chính là như vậy. Phụ vương ta trước đó có chỗ giấu giếm, cho nên ta cũng không biết. Nhưng hắn nói, từ vương phủ bên kia, cơ hồ không cách nào tranh thủ, không biết sư tôn nhưng còn có đề nghị a. Tần Vũ có chút xấu hổ. Hắn cũng không muốn quấy rầy Lâm Phàm. Càng không muốn để sư tôn khó xử. Có thể Tần Vương phủ, nhưng lại gánh chịu lấy hắn chỗ quý trọng tuyệt đại bộ phận người cùng sự tình, thực sự làm không được khoanh tay đứng nhìn. À, đây cũng là có chút phiền phức. Lâm Phàm biểu thị bất đắc dĩ. Nói cho cùng, chính mình cũng không phải là chư cát, ti mã chi lưu, cũng không phải làm đất trời oán giận, cùng, người cùng chỉ cần không thương tổn văn cùng là được giả hù, bọn người. Thật nếu để cho hắn cách ngàn vạn dặm trách móc phương cầu, thậm chí còn ngay cả cái sa bàn đều không có. Đối với vài phương thực lực, bố cục cũng là hoàn toàn không biết hắn đi cái chùy, tối đa cũng chính là ra mấy quyển công lược, để bọn hắn nhìn xem có thể hay không dùng tới được. Đệ tử minh bạch, cái này xác thực rất là khó xử sư tôn. Trước đừng có gấp kết luận. Lâm Phàm còn muốn thử một chút, hỏi, liên quan tới từ vương phủ chi tiết, người biết bao nhiêu. Cái này Tần Vũ hiển nhiên là làm qua bài tập, một phen giảng giải, nghe Lâm Phàm hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi. Ta ngược lại thật ra nghe nói. Từ vương thế tử, đều là không dùng được hạng người. Từ vương hai trai hai gái. Hai cái tỷ tỷ ngược lại là cũng còn không sai, thiên phú.
dung mạo đều là thượng phẩm, một cái sớm đã gả làm vợ người, một cái khác lại là ở trong quân làm tướng. Nhưng hắn hai đứa con trai, trưởng tử Hoàn Khố không chịu nổi, hoàn toàn không thông tiên đạo, võ đạo thứ tử ngược lại là trời sinh thần lực, thánh thể gia thân. Nhưng lại trời sinh tâm trí không đủ, 17-18 tuổi vẫn như cũ giống như hài đồng. Có lẽ hắn suy đoán nói, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cho nên, Từ Vương mới không nguyện ý liên thủ. Hắn đã không muốn để ý tới ngày sau sự tình. Lâm Phàm, hắn rất muốn nói, người đoán rất tốt, lần sau không cho phép đoán. Chợt nghe chút có chút đạo lý, cẩn thận một suy nghĩ, lại là cái gì cũng không phải, hai đứa con trai có chút vấn đề, cũng không phải đã không có thuốc chữa. Ăn chơi thiếu gia, sách giống như hài đồng. Sách, coi như thật không có thuốc chữa, Từ Vương tu vi gì? Chẳng lẽ còn không có khả năng tiếp tục luyện tiểu hào, thực sự không được, không phải còn có nữ nhi A tu tiên giả, nữ nhân thế nào? Nữ nhân làm theo có thể gánh nửa bầu trời, làm sao có thể, bởi vì hai đứa con trai không nên thân liền sinh không thể luyến bất quá. Lâm Phàm ngược lại là đối với Từ Vương phủ, trực hệ phối trí có chút cảm thấy hứng thú. Không phải hắn suy nghĩ lung tung, mà là thật rất khó xem nhẹ. Sẽ không phải bất quá, nếu thật bị ta đoán trúng, vậy coi như thú vị. Có lẽ, còn có thể lại thu một đồ. Coi như không thu được, có thể làm cho các đồ đệ tới kết giao, cũng là không sai. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm mở miệng, nói liên quan tới Từ Vương trưởng tử, ngươi còn biết bao nhiêu? Chỉ biết kỳ danh là Từ Phượng Lai, Hoàn Khố hơn 20 năm, ăn uống cá cược chơi gái kỵ xạ phun mọi thứ tinh thông, thậm chí còn có truyền ngôn xưng nó trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mấy năm trước, Từ Vương giận dữ, đem nó đuổi ra vương phủ, để nó ở bên ngoài lang thang, tự sinh tự diệt. Cho tới bây giờ, đã có mấy cái năm tháng. Trừ cái đó ra, ngược lại là biết không nhiều. Ai họ Từ, tên Phượng đến Hoàn Khố, ở bên ngoài lang thang đối với lạc, vị này mà, không học hỏi thôi. Bất quá, cũng là không giống với ngựa tồi hoàng tử 6.000 dặm. Cái này không được ngựa tồi hoàng tử 6.000 dặm a, bất quá cũng chưa chắc. Vị này Hoàn Khố nếu trên mặt nổi hoàn toàn không thông tiên đạo, võ đạo, liền chứng minh sẽ không hiển lộ những này lực lượng siêu tự nhiên, bởi vậy, tất nhiên là chạy không xa. Có lẽ vẫn thật là 6.000 dặm nói như thế, muốn tìm tới hắn, hẳn không phải là việc khó gì. Vừa vặn Lâm Phàm cười, vi sư ngược lại là có một ý tưởng. Bất quá trước đó, ngươi đến thuộc lào bản môn thu đồ đệ thiết luật. Tại sau đó, đến nghĩ biện pháp, gặp một lần vị này Từ Phượng Lai. Nghĩ đến, cùng là vương phủ phế vật, giữa các ngươi, nên sẽ có chút cộng đồng chủ đề mới là. Tần Vũ sững sờ, thu đồ đệ thiết luật cùng là phế vật a. Sư tôn, cái này thu đồ đệ thiết luật là cái gì? Trong môn quy một bộ phận. Lâm Phàm cười nói, đương nhiên, là chúng ta Lãng Nguyệt Tông hạch tâm nhất bộ phận, ngươi lại nghe kỹ. Sau khi nghe xong, Tần Vũ trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Cái này, hắn tại Lãng Nguyệt Tông thời gian rất ngắn, đối với Tiêu Linh Nhi, Vương Đằng bọn người, đều cũng không tính hiểu quá rõ, cho nên không biết bọn hắn chỗ đối ứng điều khoản. Nhưng là đối với mình, hắn quen a, quá quen thuộc, quen đến không có khả năng quen đi nữa. Chính mình rõ ràng liền đối ứng trong đó một đầu a, đan điền có lỗ thủng, tu tiên phế vật, dựa vào võ đạo miễn cưỡng trở thành một cái tiểu cao thủ, sau đó, trong nháy mắt mà thôi, Tần Vũ sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Hắn ý thức đến thu đồ đệ thiết luật chỗ bất phàm. Mặc dù không biết cái này thu đồ đệ thiết luật là như thế nào tổng kết ra, nhưng trong đó hiển nhiên có đại trí tuệ, mà sư tôn nếu không nói cho chính mình chi tiết, vậy mình cũng không cần phải hỏi, chỉ cần nhớ kỹ liền tốt. Sư tôn, đệ tử đã tất cả đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt. Lâm Phàm cười nói, rời nhà đi ra ngoài, gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nếu như gặp phải phù hợp thu đồ đệ thiết luật giả, lại đối phương nhân phẩm không kém tình huống dưới, tận lực mang về tông môn. Nếu là đối phương không nguyện ý, tại không tất yếu dưới điều kiện, cũng chớ có trở mặt. Còn nếu là Lâm Phàm thanh âm lạnh dần, nhất định phải tới trở mặt, thì tuyệt đối không thể có nửa điểm chần chờ cùng qua loa chủ quan, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, triệu tập tận khả năng nhiều cường giả, đem nó oanh sát. Dù là đối phương chỉ là đệ nhất cảnh, mà ngươi vừa vận dụng thứ bảy, thậm chí đệ bát cảnh đều không đủ. Đồng thời xác nhận đánh giết đằng sau, còn muốn dương kỳ cốt bụi cũng siêu độ. Nhớ lấy. Tần Vũ, chán hắn não nhân nhi trực nhảy, nghe trong lòng đau buồn, là, sư tôn, đệ tử nhớ kỹ. Không chỉ là phải nhớ kỹ, còn muốn chấp hành. Lâm Phàm cường điệu. Đệ tử ghi nhớ. Ân, nhớ kỹ liền tốt, về phần Từ Vương phủ bên kia, ngươi có thể thử một chút, không thành công cũng không quan trọng. Thu đồ đệ thiết luật mặc dù kỳ lạ lại khó có thể lý giải được, nhưng cũng may có dấu vết mà lần theo, nếu là gặp được phù hợp điều kiện người, tận khả năng lôi kéo cũng được. Nhưng Từ Vương phủ bên kia, chờ chút, sư tôn nếu cố ý nâng lên Từ Phượng Lai, nghĩ đến, chính là ám chỉ ta,
để cho ta từ Từ Phượng Lai vào tay nếm thử kết giao Từ Vương phủ. Tần Vũ lâm vào trầm tư. Hắn là cái thông minh, rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt. Mà lại, sư tôn đề cập qua, cùng là phế vật. Nghĩ đến tại sư tôn trong mắt, ta nên không đến mức đến trước mắt vẫn là phế vật mới là. Nói cách khác, kỳ thật sư tôn là ám chỉ ta, để cho ta vẫn lấy phế vật tên tuổi tới chạm mặt. Có lẽ, có thể từ nơi này thân phận bên trong, để Từ Phượng Lai sinh ra cộng minh. Ngược lại là có loại khả năng này. Chỉ là, cái này Từ Phượng Lai như vậy hoàn khố, lại đã bị đuổi ra Từ Vương phủ hẳn là, kỳ thật đây đều là giả tượng, Từ Phượng Lai cũng không phải là hoàn khố, ngược lại là tại Từ Vương phủ nội địa vị cực cao. Nếu là như vậy Tần Vũ hai mắt nhắm lại, vị này Từ Vương thế tử Từ Phượng Lai tâm cơ, coi như thâm trầm có chút đáng sợ a. Mà lại, nghĩ kỹ lại, vị này Từ Vương thế tử, ngược lại là thật phù hợp thu đồ đệ thiết luật thứ 33 đầu. Thu đồ đệ thiết luật thứ 33 đầu, nào đó Vương phủ thế tử, lại vì nổi danh hoàn khố, đồng thời giang hồ lãng tử người, bên cạnh cùng một hèn mọn lão đầu người, nhưng vì đệ tử thân truyền. Từ Phượng Lai là Vương phủ thế tử, cũng là nổi danh hoàn khố, đồng thời bị đuổi ra Vương phủ, cũng coi là giang hồ lãng tử, chính là không biết bên cạnh phải chăng cùng một cái khác hèn mọn lão đầu. Thôi, suy nghĩ lại nhiều cũng là phí công, chẳng lập tức xuất phát, tiến đến chiếu cố vị này Từ Phượng Lai. Nghĩ đến liền làm. Hắn lúc này tìm được Vương Đằng, ở trước mặt nói chuyện với nhau, cũng cáo chi chính mình chuẩn bị tiến đến phía Bắc, lấy Tần Vương phủ phế vật thế tử thân phận gặp một lần Từ Phượng Lai. Vương Đằng nghe chút, bỗng cảm giác có ý tứ. Có ý tứ, ta cũng đi. Mà lại, nếu là sư tôn thụ ý, vậy cái này Từ Phượng Lai liền tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem. Cái này Từ Phượng Lai có gì chỗ hơn người? Bất quá trước khi lên đường, ngươi lại là cần học được Infinite Users chi thuật. Dĩ vãng không biết thì cũng thôi đi, bây giờ hiểu được Tần Vương phủ cảnh ngộ, lại là không có khả năng lại để cho ngươi tùy ý mạo hiểm. Tả hữu ngoại nhân cũng không biết Tần Vũ ra sao bộ dáng, ngươi dịch dung tiến về, ngày sau cũng có thể bớt chút phiền toái. Cũng tốt. Tần Vũ cảm thấy có lý, liền nghe sư huynh an bài. Là đêm, hai người xuất phát. Tần Vũ ngược lại là một bộ thế tử cách ăn mặc. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chỉ là thân hình, hình dạng đều là biến hóa mà đến. Về phần Vương Đằng, thì là ra vẻ một lão đầu, há miệng chính là miệng đầy răng vàng. Lấy Tần Vũ lão bộc thân phận, cùng nhau ra ngoài. Đối với thân phận này, hắn cũng không rất ưa thích. Lúc đầu hắn muốn đóng vai một cái xinh đẹp thị nữ, đẹp mắt lại có thể đánh loại hình. Dù sao Vương Đằng cũng không phải lần thứ nhất nữ trang, xe nhẹ đường quen, hắn còn cảm thấy mình rất có đóng vai nữ tử thiên phú tới. Nhưng Tần Vũ lại nói, đối ngoại, mình tại trong phủ Tần Vương cũng không được coi trọng, bởi vì phế vật thân phận mà có thụ vắng vẻ. Rời nhà đi ra ngoài, từ đâu tới xinh đẹp lại có thể đánh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm thị nữ, đừng nói, lời này thật đúng là không có tâm bệnh. Bởi vậy, Vương Đằng liền cũng chỉ có thể nhận. Cả hai ra ngoài, cưỡi truyền tống trận, lại đối với người bên ngoài mà nói, bọn hắn quả thực là nghênh ngang, cũng không che giấu tung tích. Bởi vậy rất nhanh liền bị người hữu tâm biết. Đồng thời, tin tức truyền ra rất xa, rất xa. Đế đô, Hoàng Thái Hậu bọn người gần như đồng thời nhận được tin tức, sau đó, tâm tư dị biệt. Cái này Tần Vũ vậy mà ra Tần Vương phủ. Không phải nói hắn những năm gần đây một mực bị Tần Vương nuôi dưỡng ở trong biệt viện, rất là không nhận chào đón, thời gian qua cực kỳ đau khổ a. Từ tin tức nhìn, đích thật là có chút đau khổ. Đường đường Tần Vương thế tử, Tần Vương phủ tiểu vương gia, lúc ra ngoài lại chỉ có một không có chút nào tu vi lão bộc xem ra. Tần Vương thật đúng là hiện thực đâu. Bất quá, coi như vậy thì như thế nào? Tần Vương phủ nhất định chó gà không tha, vị tiểu vương gia này liền cũng đã giết đi. Chỉ là bọn hắn cưỡi truyền tống trận mục đích lại là Trấn Bắc Thành. Trấn Bắc Thành, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, nhưng nếu là lợi dụng thỏa đáng, nhưng cũng là cơ hội. Nếu là có thể bốc lên Tần Vương phủ cùng Từ Vương phủ ở giữa mâu thuẫn, hết thảy, đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Diệu A. Phái ra nhân thủ, giải quyết việc này. Đúng rồi, ai ra nghe nói, cái kia Từ Vương thế tử cũng là, lưu lạc ở bên ngoài. Ngược lại là thú vị, các ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn có thể hay không để bọn hắn tại, cơ duyên xảo hợp phía dưới đụng vào nhau sát nhập sinh mâu thuẫn, tiếp lấy ra tay đánh nhau, sau đó đồng quy vu tận. Chương 193 hai cái thế tử Tần mưa lấy ra Từ Phượng tới trái tim. Nếu là hai vị thế tử đều đã chết, lại đều chết bởi tay đối phương mặc dù một cái phế vật có thụ vắng vẻ, một cái hoàn khố để cha nó giận nó không tranh nhưng nghĩ đến. Máu mủ tình thâm, giữa bọn hắn, tất nhiên là không cách nào liên thủ, thậm chí, rất có thể trước lúc này liền ra tay đánh nhau đi. Thái hậu trí tuệ vô song người bên ngoài vội vàng tán thưởng. Chớ có vuốt mông ngựa, nhớ kỹ ra tay gọn gàng một chút. Là, Thái hậu. Âm thầm người biến mất, Chu Thái hậu có chút vuốt vuốt mang theo người nhỏ đem kiện,
khóe miệng treo lên một vòng nụ cười như có như không, trong chốc lát, như trăm hoa đua nở, quả nhiên là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhìn phía xa rơi xuống trời chiều, thấp giọng tự nói, vốn cho rằng này sẽ là một trận đánh lâu dài, nhưng chưa từng nghĩ, sẽ có như vậy chuyển cơ. Một cái có thụ vắng vẻ phế vật tiểu vương gia, một cái hoàn khố thế tử từ Phượng Lai, tại Bắc Lương chi địa gặp nhau, mà mới xuất hiện xung đột, song song bạo khởi, nhưng lại đồng quy vu tận. Sau đó, cả hai tùy ý rửa mặt, liền tiếp theo đi đường. Nàng không khỏi một trận run rẩy, đã là sắp bị diệt tới nơi. Cơ bản có thể xác định, cái gọi là ăn chơi thiếu gia, bất học vô thuật, toàn diện đều là chướng nhãn pháp, chỉ là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Thậm chí, liền ngay cả lần này bị đuổi ra từ vương phủ, cũng là như thế. Lão hoàng người này, liền hai cái từ hình thành so sánh rõ ràng. Nếu không có không nên đồng thời cùng Tần Vương cùng Từ Vương là địch, cái này Từ Phượng Lai, sớm đã thành vong hồn dưới đao. Một cái lộ ra một ngụm răng vàng cũ, một cái khác, ngược lại là răng trắng noãn. Ha ha ha. Bởi vậy, hai người một đường cũng là an toàn. Tần Vương ngược lại là giấu vô cùng tốt, liên quan tới vị tiểu vương gia này manh mối, vẫn luôn là cực ít, nhưng Từ Vương bên kia, Từ Phượng Lai ha ha, bản cung lại là nắm giữ rất nhiều manh mối. Sau đó, lấy lão Từ Vương tính tình, phủ Tần Vương chỉ là một phương nhân mã, còn thiếu rất nhiều a. Chủ tớ hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Cũng đối, lão hoàng vốn là lôi thôi. Người bên ngoài gặp, tuyệt sẽ không lại đem Tần Vũ xem như cái gì tiểu vương gia, mà là sẽ nhìn thành tinh thần sa sút tên ăn mày. Cả hai liếc nhau, lập tức buồn cười. Hai người nhìn nhau cười to. Cái kia, chúng ta cần phải hào hào dạo chơi. Tự nhiên là đi chung quanh một chút, dạo chơi, giải sầu một chút. Tần Vũ lại là phong độ nhẹ nhàng, đáng tiếc là, chỉ có đệ nhất cảnh tu vi, quả thực có chút không đáng chú ý. Cho nên, việc này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tựa hồ, chỉ là nghĩ đến loại tràng diện kia, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Cỡ nào mỹ diệu tiết mục. Vương Đằng đã dần dần thích ứng, tôi tớ thân phận, tự xưng lão hoàng. Phủ Tần Vương Tần Vũ, Từ Vương Phủ Từ Phượng Lai. Việc này như thành, có lẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết thảy. Tần Vũ lộ ra một vòng dáng tươi cười, lão hoàng, người đã tới cái này Bắc Lương chi địa a. Tần Vũ ra phủ Tần Vương lúc, hay là chọc thế giai công tử bộ dáng, giờ phút này, nhưng cũng là đầy người bùn bẩn, tinh thần sa sút không thôi, tựa như tại trong vũng bùn lộn một vòng mà. Như cái kia thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Hèn mọn, không đáng tin cậy. Phía sau mấy ngày, chỉ tiếc, đi không bao xa, liền có người cưỡi linh thú phi nước đại mà qua. Bất quá, Bắc Lương chi địa, có Từ Vương phủ trấn thủ, chuẩn mực xâm nghiêm, vô luận là cướp bóc giặc cỏ, hay là cản đường ăn cướp đạo tặc, đều rất ít, rất ít. Vậy dĩ nhiên là chưa từng tới. Bây giờ, lại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu vương gia, chúng ta đây là đi chỗ nào? Kết quả hai người một cái chỉ có đệ nhất cảnh, một cái càng là không có chút nào tu vi, căn bản trốn tránh không ra, bị tóe lên một thân nước bùn, trong nháy mắt không còn hình dáng. Hai người đều là lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Đi tới chỗ nào, liền ngủ đến chỗ nào. Đói bụng, đánh chút thịt rừng, hái chút quả dại. Gặp được tiểu thành trấn, cũng sẽ mua chút ăn uống. Nhưng sau một thời gian ngắn, hai người vòng vèo thấy đáy, liền cũng không có mua. Bọn hắn thậm chí bắt đầu trộm người ta khôn, thậm chí trộm người ta còn chưa thành thục khoai lang. Lại bị chó rượt bỏ mạng chạy trốn mặc dù thời gian kham khổ, nhưng hai người lại đều rất là sung sướng. Đây đối với bọn hắn mà nói, chính là chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Toàn bộ làm như là du hí cuộc đời, tự nhiên là có chút thống khoái cùng sung sướng. Về phần nói chịu khổ trên thực tế hai người đều là đệ lục cảnh tu sĩ, chút khổ đau này, căn bản không cần để ý. Nói cách khác đoạn đường này, nhìn như nghèo khó, đặc biệt đau khổ, kỳ thực, cũng chỉ có sung sướng. Mà tại bọn hắn một đường trộm gà bắt chó, thậm chí đầu đường mãi nghệ tán loạn sau khi, nhưng thủy chung có cái đại phương hướng người của Cẩm Y vệ, mỗi ngày đều sẽ truyền đến mới nhất manh mối. Đó là Từ Phượng Lai vị trí. Là lấy hai người nhìn như tại tán loạn, kỳ thực, lại là tại quanh co tìm kiếm Từ Phượng Lai. Sở dĩ quanh co, tự nhiên là sợ bị người phát hiện. Dù sao, chính mình cũng có thể là ngụy trang, Từ Phượng Lai vì sao không thể nào là. Chính mình chỉ là phủ Tần Vương tiểu vương gia, Từ Phượng Lai, lại là Từ Vương phủ trưởng tử. Nếu là mục tiêu quá mức minh xác, không khỏi quá để người chú ý, mà một khi đối phương có lên lòng nghi ngờ, đằng sau liền lại khó tiến hành bước kế tiếp, bởi vậy, không thể không cẩn thận. Vì thế, Tần Vũ tình nguyện tiêu hao thêm một chút thời gian, nhiều quanh co một chút đường. Chỉ là thời gian dần trôi qua, hai người đều phát hiện một vài vấn đề. Một ngày này, hai người đi ngang qua một phàm nhân thành trấn, trong trấn mấy vạn người. Một cái người tu tiên đều không có. Hai người đến đây, xem như duy nhất, trường hợp đặc biệt,
Nhưng, liền tại bọn hắn tốn sức mãi nghệ, Tần Vũ tự mình biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, cũng đến trên trấn Tửu Lâu tiêu phí lúc, lại đột nhiên nghe được có người cao đàm khoát luận. Các ngươi có biết, cái kia Tử Vương Thế Tử, mấy ngày trước đây đã trải qua cái gì? Đã trải qua cái gì? Hắc, muốn nghe. Rót đầy, đổ đầy, mau nói. Hai người mặt không đổi sắc, theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy là một cái anh nông dân con, đối với mấy cái khác người bình thường cao đàm khoát luận, nói khoác nói, lại nói, Tùng Sơn bên hồ, Từ Phượng Lai đột nhiên gặp phải chặn giết. Mặc đao tử sĩ, có thể từng nghe nói qua. T. Người nói là, Mạc Nhĩ Cáp Xích bộ tộc mặc đao tử sĩ. Người đồng đều đệ tứ cảnh trở lên, lại hung hãn không sợ chết, hợp kích phía dưới, thậm chí có thể chạm đệ ngũ cảnh mặc đao tử sĩ. Không sai. Chính là Mạc Nhĩ Cáp Xích bộ tộc mặc đao tử sĩ. Chẳng biết tại sao, bọn hắn vậy mà tránh đi trấn Bắc Thành phong tỏa, tiến vào chúng ta Bắc Lương nội bộ, cũng cùng Tùng Sơn bên hồ chặn giết Từ Vương Thế Tử Từ Phượng Lai. Đây là vì gì? Từ Phượng Lai đã bị đuổi ra Từ Vương Phủ, vì sao còn muốn chặn giết? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, chính là tao ngộ chặn giết. Lúc đó, ai cũng coi là Từ Phượng Lai chết chắc, dù sao, hắn chỉ dẫn theo một cái không đáng tin cậy lão bộc, nhưng ai biết, lại đột nhiên giết ra nữ tử. Một mình nàng một đao, một người chém giết mặc đao tử sĩ 300 có thừa, tự thân lại lông tóc không thương, cứu Từ Phượng Lai người kia còn tại cao đàm khoát luận. Tần Vũ hai người liếc nhau, lại là đã trả tiền tài, đi ra Tửu Lâu. Xác định không người đi theo, Tần Vũ mới thấp giọng mở miệng, lão Hoàng, ngươi thấy thế nào? Tiểu vương gia, cái gì ta thấy thế nào? Lão Hoàng một đôi lớn nhỏ mắt nháy mắt ra hiệu, ta thích nhìn mỹ nữ. Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này nhập hí cũng quá sâu. Trùng hợp quá nhiều, liền không phải trùng hợp. Từ chúng ta đến Bắc Lương không lâu, phàm là có người hội tụ chi địa, liền đều có thể nghe được Từ Phượng Lai Từ Thế Tử tin tức, mà lại, mỗi lần nghe nói, đều sẽ kèm theo địa điểm, cũng đều là hắn gần nhất nơi ở. Có thể là nghe người ta cao đàm khoát luận nói khoác, có thể là bố cáo phía trên có ghi, hoặc là, nhìn như hai người cẩn thận nói chuyện với nhau cơ mật, kỳ thực, lại vừa lúc bị chúng ta chủ tớ hai người nghe nói. Mà lại, những người này hết lần này tới lần khác đều là chút người bình thường. Người bình thường, tại toàn bộ tiên võ đại lục đều là tầng dưới chót, mặc dù không đến mức tất cả đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng muốn an toàn sống sót, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bắc Lương người bình thường, há lại sẽ chú ý như vậy một cái bị đuổi ra vương phủ hoàn khố thế tử. Đủ loại tăng theo cấp số cộng, ngươi không cảm thấy, cái này quá mức trùng hợp một chút a? Úc, lão Hoàng vỗ óp một cái mà, tiểu vương gia ngươi nói là cái này. Hoàn toàn chính xác có chút quá mức trùng hợp, tiểu vương gia ý của ngươi là... Theo ta thấy, sợ là có người muốn dẫn chúng ta chủ tớ hai người đi qua. À, đây cũng là có ý tứ. Lão Hoàng hai mắt nhắm lại. Hắn tự nhiên minh bạch Tần Vũ muốn nói cái gì, chỉ là lúc này, đến chăng a dù sao, hắn chính là người bình thường tôi tớ, mã phu mà thôi, chỗ nào có thể hiểu nhiều như vậy. Nhưng Tần Vũ khác biệt. Hắn là phế vật, không phải, thiểu năng trí tuệ. Thân là tiểu vương gia, coi như không có khả năng tu luyện, nhưng từ nhỏ nhất định cũng là đọc đủ thứ thi thư. Hiểu nhiều, tâm tư cẩn thận, không thể bình thường hơn được. Cái kia tiểu vương gia ngài coi là, nên làm thế nào cho phải? Tần Vũ vừa thu lại quạt xếp, cười. Kỳ thật, ta cũng đối vị này Từ Phượng Lai Từ Thế Tử cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không biết âm thầm người là ai, lại vì sao muốn dẫn ta đi gặp cái kia Từ Phượng Lai, nhưng cái này lại chính hợp ý ta, đã như vậy, gặp được thấy một lần lại có làm sao? Đi, chúng ta thay đổi tuyến đường. Đi chỗ nào? Tùng Sơn Hồ. Được rồi. Sau khi hai người đi không lâu, cách đó không xa đống cỏ khô bên trong, một bóng người lặng yên hiển hiện. Chủ nhân, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Trước mắt cơ bản có thể xác định, nó tôi tớ lão Hoàng không có chút nào đầu não cùng kiến thức, nhưng tiểu vương gia Tần Vũ có chút thông minh cùng nhạy bén, đã đoán ra một chút dấu vết để lại, biết được chúng ta là cố ý dẫn hắn tiến về. Nhưng hắn có chút tự tin, lại vốn là đối với Từ Phượng Lai cảm thấy hứng thú, bởi vậy, dù là phát giác có người trong bóng tối dẫn đạo, nhưng như cũ quyết định tiến về Tùng Sơn Hồ. Ha ha ha, các ngươi nói, buồn cười không buồn cười. Đường đường phủ Tần Vương tiểu vương gia, nó thân phận địa vị, liền xem như tại toàn bộ tứ phương tiên triều bên trong, theo lý thuyết, cũng chỉ là hơn 10 người phía dưới, trên vạn vạn người. Có thể vị này Tần Vũ Tần tiểu vương gia, lại là lẫn vào không gì sánh được đáng thương. Lần này ra ngoài, đến đây chúng ta Bắc Lương du ngoạn, chẳng những không có rất nhiều cao thủ tương hộ, thậm chí ngay cả cái thị nữ đều không có, theo hình người. Chỉ có một người bình thường lão đầu nhi. Nghe nói lão đầu nhi này còn rất hố. Cũng không phải. Ta nghe nói, bọn hắn một đường hãm hại lừa gạt trộm, thậm chí là mãi nghệ kiếm cơm. Trộm con gà,
lão đầu nhi kia còn chỉ cấp tiểu vương gia lưu cái phao câu gà. Mãi nghệ, biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, lão đầu nhi kia vậy mà phụ trách vung mạnh chùy, nện nhà mình tiểu vương gia. À, còn có chuyện này. Nói như thế, vị này phủ tần vương tiểu vương gia, thật đúng là không nhận chào đón a, vậy mà lưu lạc như vậy. Ai nói không phải đâu. Chỉ có thể nói tần vương quá coi trọng thiên phú, tần vũ hai cái ca ca, đều là năng chinh thiện chiến hạng người, có thụ tần vương sủng ái. Con thứ ba tần vũ trời sinh phế vật không cách nào tu luyện, nghe nói từ 6 tuổi lên liền bị đánh nhập lãnh cung, có thụ vắng vẻ xem ra, truyền ngôn không giả a. Phía ngoài đoàn người, Từ Phượng Lai cùng nhà mình lão mộc liếc nhau, có chút mộng bức. Phủ tần vương tiểu vương gia, tần vũ. Một đường hãm hại lừa gạt, lão mộc kia còn chỉ cấp hắn lưu cái phao câu gà, không phải. Từ Phượng Lai thầm nói, ngực nát tảng đá lớn, để chủ tử nhà mình đến nát lão hoàng, tại sao ta cảm giác, bọn hắn nói chính là ngươi ta a. Ngươi nhanh bóp ta một chút, ta có phải hay không uống say, đang nằm mơ. Trong mộng, ngay cả mình danh tự cũng thay đổi. Làm sao lại? Không giống với. Lão Hoàng liền vội vàng lắc đầu, đây không phải là ta. Từ Phượng Lai nháy mắt, đó chính là ta. Đây không phải là ta. Đó chính là ta. Ta nói đây không phải là ta, thế tử, ngài quên. Chúng ta đi ăn trộm gà thời điểm, bị chó rượt, ta chạy nhanh hơn ngươi nhiều. Gặp phải sơn tặc cướp bóc, ta chạy bao nhanh. Lưu lại một mình ngài kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bọn hắn nói lão bộc kia, có thể có như thế bưu hãn chiến tích. Từ Phượng Lai khóe miệng điên cuồng run rẩy, ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Không phải ta nói, lão hoàng, ngươi thật quá hố. Đúng vào lúc này, trong đám người lại lần nữa truyền đến mấy câu ngữ, ha ha ha, đây coi là cái gì. Nghe nói lão bộc kia trộm đồ chạy sau nhà mình tiểu vương gia còn nhanh, làm hại tần tiểu vương gia bị chó rượt, quần áo đều xé rách. Gặp phải cản đường cướp bóc, hắn cũng là co cẳng liền chạy, tiểu vương ra chậm nửa nhịp, bị người lột sạch quần áo, hay là cởi chuồng rời đi, ha 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 có chuyện này. Vậy cũng buồn cười quá. Phía ngoài đoàn người, Từ Phượng Lai khóe miệng lại lần nữa run rẩy, xem tướng lão hoàng, ánh mắt thăm thẳm, ngươi nói, bọn hắn nói không phải ta. Lão hoàng vò đầu, chính mình cũng mộng bức, ta cảm thấy, bọn hắn nói chính là ta. Đối với, chính là ta, đi. Từ Phượng Lai vung tay lên. Đi chỗ nào? Đi gặp một cái khác ta. Lão hoàng vỗ tay, tốt, tốt. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là có chút ngưng trọng, lông mày, cũng là lặng yên nhăn lại. Nhưng bất quá trong nháy mắt, liền chậm rãi yên bình. Là đêm, trong miếu hoang qua đêm. Từ Phượng Lai đột nhiên có chút hối hận, ngươi nói, chúng ta nếu là gặp được bọn hắn, nếu là lẫn nhau thấy ngứa mắt, cùng bọn hắn làm sao bây giờ? Nghe nói cái kia tiểu vương gia Tần Vũ mặc dù là phế vật, nhưng tốt xấu là mở ra nhục thân huyền môn. Chính là đệ nhất cảnh cửu trọng tiểu tu sĩ, hai người chúng ta đều là người bình thường, nếu là làm, chúng ta đánh không lại a. Lão Hoàng thử nha. Từ Phượng Lai đột nhiên lật lên thân, lão Hoàng, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng có thể hay không công phu. Kỳ thật, ta sẽ. Lão Hoàng gật đầu, khó được đứng đắn một lát, thu hồi cười đùa tí tửng, biết một chút. Úc, vậy ngươi công phu cao bao nhiêu? Từ Phượng Lai hai mắt tỏa ánh sáng. Lão Hoàng đưa tay, tại bên hông so đo, đại khái cao như vậy. Từ Phượng Lai, thần mẹ hắn cao như vậy. Ngươi cho rằng là so thân cao đâu, còn như thế cao. Hắn kịp phản ứng, cười mắng, phi, ta vậy mà tin ngươi biết công phu. Ngươi sẽ cái rắm công phu. Ngươi nếu là biết công phu, sẽ bị chó rượt chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngươi biết công phu, gặp được sơn tặc thời điểm người bán cầu sinh. Ngươi biết công phu, sẽ ở mãi nghệ kiếm cơm thời điểm, để cho ta bên trên. Ta nhổ vào. Phi ngươi một mặt nước bọt. Lão Hoàng trong nháy mắt phá công, đứng đắn không tại, chê cười nói, ai nha, bị thế tử ngài khám phá. Kỳ thật ta cũng sẽ không công phu, không có chút nào sẽ, lúc đầu muốn chém gió, trang cái bức, nhưng không nghĩ tới chỉ có thể nói, không hổ là thế tử điện hạ, cái gì đều không thể gạt được ngài a. Ngươi có thể giấu giếm được ta. Từ Phượng Lai khóe miệng khẽ nhếch, nhớ ngày đó tại Bách Hoa Lâu, chơi chơi trốn tìm, vô luận những cô nương kia giấu ở chỗ nào. Ta đều có thể không uổng phí thổi bay chi lực đưa các nàng tìm ra. Về sau không thú vị, liền chơi tàng vật nhỏ. Tàng nguyên thạch, nếu là ta tìm không thấy, nguyên thạch liền trở về các nàng tất cả. Ngươi đoán làm gì? Hắc, những cô nương kia dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí giấu ở thể nội, nhưng đều không thể trốn qua bản thế tử pháp nhãn. Nghe nói ngài đều không cho phép các nàng mặc quần áo vật, không mặc quần áo, đó là đương nhiên chạy không khỏi ngài pháp nhãn. Lão Hoàng lẩm bẩm. Từ Phượng Lai trừng mắt, hắc. Ngươi còn dám phản bác, không mặc quần áo thế nào? Nhiều như vậy cô nương, ngươi cho rằng không thi nhãn lực độc đáo gì không? Huống chi, không mặc quần áo, đó mới có tính khiêu chiến. Đổi lão hoàng ngươi liền chế định không được,
con mắt của ngươi tất nhiên sẽ dán tại các cô nương trên thân, móc đều móc không xuống, chỗ nào còn có thể biết nguyên thạch giấu ở chỗ nào. Hắc, lời này của ngươi nói. Lão hoàng biểu thị không phục, ngươi cũng không cho ta cơ hội, làm sao ngươi biết ta không được. Huống chi, chỉ cần có thể bác cô nương cười một tiếng, cái kia đây tính toán là cái gì đâu. À đúng 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 đối với. Từ Phượng Lai cười khúc khích. Chủ tớ hai người ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, trải qua giao phong xuống tới. Ngược lại là đều không khẩn trương. Thẳng đến lúc rạng sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ. Hôm sau, chủ tớ hai người tùy tiện rửa mặt, liền tiếp theo tiến lên một bên khác, Tần Vũ chủ tớ hai người cũng là như vậy. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại song hướng lao tới. Rất nhanh Thái Hậu bên này, liền nhận được tin tức, a, đã tại lẫn nhau tới gần. Ngược lại là so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi chút. Đều đối với đối phương sinh ra hứng thú. Vừa vặn, người liên quan ngựa, có thể chuẩn bị xong. Nhớ lấy, không được ra nửa điểm sai lầm, bỏ qua lần này, liền lại không cơ hội, nước ấm nấu ếch xanh, mặc dù cực kỳ ổn định, nhưng muốn triệt để thành công, lại chí ít cần hơn 100 năm quang cảnh, ta có chút đợi không được. Là, Thái Hậu. Còn xin Thái Hậu yên tâm, nhân thủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta thậm chí đi cả ngày lẫn đêm, từ Đông Nam Tây Bắc bốn vực chọn lựa nhất giống người, thậm chí còn lấy đại giới lớn xin mời thú thần núi vị kia Cửu Vĩ Hồ. Xuất thủ thay đổi tâm trí của bọn hắn đừng nói, là người bình thường cùng đệ nhất cảnh tu sĩ, chính là đệ thất cảnh ở trước mặt, cũng cơ hồ nhìn không ra bọn hắn từng gặp ảnh hưởng. Như vậy thuận tiện. Chu Thái Hậu khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói, vậy liền ý kế hành sự. Nhớ kỹ, không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu không bản cung chu ngươi thập tộc, là thủ hạ này tê cả da đầu, lập tức hóa thành một đạo khói xanh tán đi. Chu Thái Hậu đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ kiều diễm hoa hải đường, môi đỏ có chút câu lên. Cho tới bây giờ, hết thảy đều so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chỉ hy vọng, đến tiếp sau cũng có thể như vậy. Tới gần, Tần Vũ nói thầm lấy, lão hoàng, gần nhất nghe được tin tức, đều là từ Phượng Lai bọn hắn hướng chúng ta phương hướng này tới. Ngươi nói, chúng ta có thể đụng tới sao? Hay là sẽ lẫn nhau bỏ lỡ, càng chạy càng xa? Ta cũng không biết a. Lão hoàng buông tay, bất quá ta ngược lại là hy vọng đừng đụng bên trên. Lão hoàng ta nhát gan, vạn nhất làm ta đánh không lại a. Ngươi đánh không lại, cái kia còn không có ta sao? Ta tốt xấu là tu tiên giả, nghe nói cái kia từ Phượng Lai chủ tớ đều là người bình thường, lại từ Phượng Lai hoàn khố nhiều năm, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền tại Thanh Lâu lưu luyến quên về, đã sớm bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Ta một tu tiên giả, tổng không đến mức đánh không lại một cái thận hư nam đi. Thận hư nam? Lão hoàng thổi phù một tiếng, tiểu vương gia, ngài nói người ta như vậy, không tốt lắm đâu. Mặc dù nghe ngươi kiểu nói này, hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác rất thận hư là được. Mà lại, ngài chỉ là đệ nhất cảnh mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là chân chính tu tiên giả, cũng làm không được không sợ đau thương trình độ, thật đánh nhau, ai thắng ai thua, cũng còn khó nói đâu, hắc, khó mà nói. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi thận hư nam. Ngươi nói ai thận hư a? Mẹ nhà hắn. Một tiếng giận mắng, từ một bên trong bụi cỏ truyền ra, ai? Tần Vũ quát lớn. Ra ra ngươi ta. Từ Phượng Lai cùng lão hoàng hai người từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, hai người đều tại xách quần. Cũng không phải tại trong bụi cỏ làm cái gì việc cẩu thả, mà là vô cùng đơn giản xong bài cỡ lớn mà thôi. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp được người, lại vừa vặn nghe được người nói chính mình nói xấu, hay là bất kỳ người đàn ông nào đều không nhịn được lời nói. Cái này có thể nhịn. Từ Phượng Lai lúc này nhảy ra chửi mẹ, đồng thời, trong lòng có chút im lặng. Dã ngoại hoang vu này. Địa phương cứt chim cũng không có, chính mình kéo cái phân liền đến người, suối quẩy. Chỉ là, hắn cũng không hiểu biết vạn năm không người đi ngang qua đường nhỏ, một khi chính mình cỡ lớn áp tới người định luật nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy bó tay rồi. Ngươi là ai? Tần Vũ nhíu mày, có chút ghét bỏ, cái mông đều không có xoa. Ngươi mới không có chủi đít. Từ Phượng Lai xách tốt quần, mắng, ra ra ngươi ta chính là trong miệng ngươi thận hư nam, có bản lĩnh, ngươi cùng lão tử đánh một chầu. Ta nhìn ngươi biết đánh nhau hay không qua ta. Lão hoàng, đao. Từ Phượng Lai nổi giận đùng đùng, ngay từ đầu liền muốn rút đao. Ai sợ ai? Lão hoàng, ta đao đâu? Tần Vũ hừ lạnh, ai sợ ai? Rùa đen sợ thiết chùy. Trong lúc bất chợt, bốn người đều là sững sờ. Lão hoàng là người của ta, vì sao phải cho ngươi đao? Phi, lão hoàng ngươi chừng nào thì làm phản rồi. Bọn hắn lại là sững sờ, ngẫu nhiên, song song kịp phản ứng. Chờ chút. Lão đầu nhi này cũng gọi lão hoàng. Chỉ vào đối phương lão hoàng, bọn hắn kinh ngạc, lập tức, nhưng lại là nhìn nhau cười to. Ha ha ha, thật có ý tứ. Vậy mà như thế trùng hợp. Chính là trùng hợp như thế.
đến, giới thiệu một chút. Tần Vũ kéo qua Lão Hoàng, Thử Nha nhếch miệng, cảm xúc rất là phức tạp, nhưng toàn thân là vui vẻ. Chính là loại kia, bị vắng vẻ nhiều năm, thụ người bên ngoài vô tận đối xử lạnh nhạt, thật vất vả ra ngoài, ngẫu nhiên gặp Thanh Âm cảm giác tại lúc này, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không có nửa điểm sơ hở. Bởi vì Tần Vũ căn bản không cần diễn, đây chính là hắn tại gặp được Lâm Phàm, gia nhập Lãng Nguyệt Tông trước đó chân thực kinh lịch, chỉ cần làm về chính mình, liền không có bất luận sơ hở gì. Hắn phức tạp mà cười cười, đồng thời, nhưng lại cười không tim không phổi. Vị này, là của ta tôi tớ, trên thực tế, ta cảm thấy hắn càng giống là ta đại gia, Lão Hoàng. Tới, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút. Từ Phượng Lai kéo qua bên cạnh mình Lão Hoàng, cũng nói, đây cũng là ta đại gia, A Phi, đây cũng là ta tôi tớ, Lão Hoàng. Cùng nhau đi tới, đã nghe nói qua chuyện xưa của các ngươi, cho nên ta rất xác định, hai cái này lão gia hỏa, đều là giống nhau hố. Ha ha, ta cũng cho rằng như vậy. Tần Vũ nhìn nhau, lại lần nữa cười to. Hai cái Lão Hoàng nhìn chằm chằm đối phương, tựa như cao thủ bình thường, lẫn nhau cảnh giác đi qua đi lại, vòng vo hai vòng. Sau đó, lại là song song phá công, đều là Thử Nha cười một tiếng. Giống nhau răng vàng cũ, thậm chí, cũng đều thiếu hai viên răng cửa, lộ ra cực kỳ buồn cười. Lão Hoàng, hai người đồng thời mở miệng, đều bị cả vui vẻ, cười gập cả người đến. Ha 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 ha. Cuối cùng, bốn người nhìn nhau cười to. Tần Vũ, Từ Phượng Lai, cả hai đưa tay, trùng điệp một nắm. Một loại cùng chung chí hướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ Phượng Lai thổn thức không thôi, đặt mông ngồi dưới đất, không thèm quan tâm hình tượng, nói, ngồi, tốt. Tần Vũ tọa hạ, hai cái Lão Hoàng cũng là ngồi trên mặt đất. Đến, uống rượu. Từ Phượng Lai lấy ra rượu ngon, nói, đây chính là rượu ngon, hôm qua cái chúng ta gặp được một cô nương thành thân, tại nhà nàng cọ sát một trận. Cô nương nhân mỹ tâm thiện, ích lợi cũng tốt, trước khi đi còn tặng hai ta ấm, hôm nay, cùng Tần Huynh chia sẻ. Tần Vũ hai mắt sáng lên, vậy ta cần phải hào hào nếm thử. Từ Phượng Lai mỉm cười, hôm nay, không say không về. Vậy liền không say không về. Chỉ là Tần Vũ đột nhiên thổn thức, vốn cũng không có ý định trở lại. Từ Phượng Lai sững sờ. Lập tức nhịn không được cười lên, không nói, đều tại trong rượu, đến, uống. Hai cái Lão Hoàng lúc này móc ra mang theo người chén bể một màn này, có chút buồn cười. Nhưng bọn hắn hai người nhưng cũng là cùng chung chí hướng. Khá lắm, chi âm đây chính là chân chính chi âm. Chi âm khó tìm, sách sau đó, chính là nâng ly cạn chén. Uống đến một nửa, bốn người cũng đều mở rộng. Từ Phượng Lai vung tay lên, hơi có chút hào tình vạn trượng, nhưng nghĩ tới mình bị đuổi ra từ vương phủ, lại đặc biệt thổn thức, lời nói xoay chuyển, các ngươi là thế nào nghĩ tới? Tại sao lại đến Bắc Lương Chi Địa đến? Thậm chí, sẽ còn làm như vậy? Rất có ý tứ, ha ha ha. Hắn không nhịn được cười. Nhất là nghĩ đến hai người này gặp phải, cùng hai cái Lão Hoàng cái kia không có sai biệt. Hố chủ thao tác, quả thực là nhịn không được ôm bụng cười, nhưng lại muốn mắng người. Lãnh cung hơn 10 năm, ngán. Tần Vũ thổn thức, liền muốn ra ngoài đi một chút, cũng nghĩ nhìn xem thế giới bên ngoài. Ta suy nghĩ, cái này tứ phương tiên triều bên trong, cũng chỉ có Bắc Lương Chi Địa, có thể hơi sống yên ổn một chút. Nếu là đi mặt khác mấy chỗ, chỉ sợ ta đã sớm chết. Từ Phượng Lai kinh ngạc, có việc này. Hắn có vẻ hơi mờ mịt, dù là uống rượu, vẫn như cũ đem hoàn khố. Bất học vô thuật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Không nói cái này. Tần Vũ lời nói xoay chuyển, ngươi đây. Các ngươi lại là nghĩ như thế nào đến? Cùng nhau đi tới, nghe nói không ít chuyện xưa của các ngươi. Đồng dạng thú vị rất Này, bị buộc bất đắc dĩ, bị đuổi ra ngoài thôi. Từ Phượng Lai nhún vai, còn có thể như thế nào? Chỉ có đi một bước nhìn một bước, ai ngờ Lão Hoàng như vậy hố người. Sớm biết liền không mang theo hắn, ta còn nhẹ nhõm chút. Ta cũng là... Tần Vũ đấm vào miệng, hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng, thấp hèn. Phanh lại lần nữa chạm cốc, rượu văng khắp nơi. Một chén rượu ngon vào trong bụng, Từ Phượng Lai la hét, liền loại rượu này, đổi bản thế tử trước kia, đó chính là cạn bã. Nhưng bây giờ, nó lại là tốt nhất rượu ngon. Trong năm nay, uống qua tốt nhất. Thật là không tệ. Tần Vũ tán thưởng. Rượu này, cùng linh tửu, quỳnh tương ngọc dịch các loại, tự nhiên là nửa điểm cũng không so bằng. Nhưng đặt ở phàm nhân cất trong rượu. Cũng đã khó gặp rượu ngon. Tốt, ngươi là hiểu rượu người. Từ Phượng Lai hì hì cười nói, nếu là ngày sau có cơ hội, nhất định phải dẫn ngươi gặp cô nương kia, đáng tiếc, nàng đã lập gia đình. Cá nhân có người duyên phận, đối với hắn mà nói, cái kia có lẽ là chuyện may mắn. Tần Vũ tương đối bình tĩnh. Mặc dù có không ít giống nhau kinh lịch, nhưng hai người tính cách, nhưng vẫn là có chênh lệch. Từ Phượng Lai là hoàn khố, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết.
Tần Vũ lại là có thụ đối xử lạnh nhạt đằng sau, tựa như nghĩ thoáng hết thảy, không còn quá nghiêm khắc. Cũng là, đến, lại uống. Từ Phượng Lai lại muốn rót rượu, lại phát hiện, bầu rượu đã rỗng, quay đầu nhìn lại, hai cái lão hoàng đã hô hô say ngã. Nước bọt chảy đầy đất, phi, hai cái này lão hoàng, cái gì đều tham. Từ Phượng Lai chửi mẹ, lập tức, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một thanh ôm trầm Tần Vũ cổ, say khướt nói Tần Vũ, Tần huynh đệ người khác đều nói ngươi là phế vật. Là phế vật, là phủ Tần Vương sỉ nhục. Ta lại không cho là như vậy, mặc dù chúng ta tương giao thời gian rất ngắn, nhưng lại mới quen đã thân. Ta lớn ngươi 1-2 tuổi, liền tự xưng một tiếng huynh trưởng. Ngươi huynh trưởng ta à, muốn nói với ngươi vài câu xuất phát từ tâm can lời nói. Xuất phát từ tâm can. Tần Vũ ánh mắt sáng rực, gật đầu, tốt. Phốc, một giây sau, một tiếng vang trầm truyền đến, lập tức, máu tươi chảy xuôi. Từ Phượng Lai chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, tiếp lấy chính là thật thật ấm áp đồ vật đang chảy. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện, một đoạn mũi đao đã từ chính mình hậu tâm, cho mình tới lạnh thấu tim, trái tim đã bị đâm xuyên. Ngươi khục. Oa. Từ Phượng Lai há miệng ra, chính là đột nhiên ho khan một cái, lập tức, phun máu phè phè. Nguyên bản lặng yên cầm đao, chuẩn bị xuất thủ bổ ra tay phải đã vô lực rủ xuống ta còn không muốn chết. Tần Vũ nói khẽ, so với ngươi móc tâm ta oa tử hay là, ta trước đối với ngươi móc tim móc phổi đi. Phốc, hắn rút ra chủy thủ, vừa hung ác tới 2 lần. A, từ Phượng Lai tôi tớ lão hoàng đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện một màn này, bị hù té ra quần. Nhưng lại phát điên một thanh, nắm qua từ Phượng Lai trường đao trong tay, hung hăng bổ về phía Tần Vũ. Tặc tử, chủ ta đợi ngươi như bạn tri kỷ, ngươi lại sau đó ngoan thủ. Đền mạng tới đi. Lão hoàng vừa kinh vừa sợ, tựa như tại thời khắc này đột nhiên bạo phát. Tốc độ tiêu thăng, lực lượng tăng vọt. Dưới khoảng cách gần như vậy, đừng nói là đệ nhất cảnh tu sĩ, chính là đệ nhị cảnh, cũng khó có thể đào thoát. Người bình thường, cơ hồ không cách nào làm đến loại trình độ này. Nhưng thời khắc này lão hoàng, nhưng là làm như vậy đến. Tần Vũ nhìn minh bạch. Hắn chỉ có một đao này chi lực. Một đao đằng sau, lão hoàng sẽ chết. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Sau lưng nó, có người điều khiển. Tần Vũ nhíu mày, đột nhiên đẩy. Từ Phượng Lai thi thể bay về phía lão hoàng, bị một đao chảy làm hai. Mà hắn mượn nhờ trong chốc lát này khe hở, huyền chi hữu huyền né tránh một đao này. Sau đó, lão hoàng nổ đom đóm mắt, miệng đầy răng vàng vỡ vụn, nhưng lại đã không một tiếng động. Phù phù. Hắn quỳ rạp xuống đất. Trường đao trong tay rơi xuống, sau đó, vô lực bổ nhào, không tiếng thở nữa. Tần Vũ trở về từ cõi chết, miệng lớn thở dốc. Cũng chính là giờ phút này, một trận khí tức khủng bố lại là trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Tần Vũ bị giam cầm ở nguyên địa, cũng không còn cách nào động đậy. Ai? Hắn sợ hãi, gầm nhẹ. Nhưng mà, một hắc y nhân hiện thân, hắn không nói, chỉ là nhấc lên trường đao, bắt chước vừa rồi lão hoàng động tác, vô luận là góc độ, khí lực, hay là mặt khác chi tiết, đều không sai chút nào, bổ về phía Tần Vũ. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm mắng. Phế vật này, vận khí ngược lại là vô cùng tốt. Một đao này lại bị hắn tránh qua, tránh né, may mà lão tử làm việc cẩn thận, nếu không, sợ là thập tộc cũng khó giữ được. Chỉ là, ta tự mình xuất thủ còn hy vọng chớ nên ở lại dấu vết gì mới là. Hắn có chút im lặng. Hắn thấy, Tần Vũ rõ ràng chính là cái đệ nhất cảnh tu sĩ. Vô luận là khí tức, tu vi, hay là nó động tác, tốc độ, đều tại đệ nhất cảnh tu sĩ phạm chủ bên trong. Theo lý thuyết, lão hoàng vừa rồi một đao kia, có 10 thành tự tin đem nó đánh chết mới là. Có thể kết quả lại là Tần Vũ, cực kỳ vận khí tốt lại ma xui quỷ khiến bình thường đẩy ra từ Phượng Lai thi thể, từ đó để hắn có một chút hy vọng sống, làm cho chính mình không thể không tự mình xuất thủ xúi quẩy. Đao khí tới gần. Tần Vũ nhíu mày. Trên đất lão hoàng có chút nheo mắt lại, ngay tại hai người đều muốn bại lộ, phản kích lúc, hừ lạnh một tiếng lại là đột nhiên vang vọng vùng thiên địa này. Hừ. Oanh, như kinh lôi nổ vang. Tần Vũ sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Người áo đen kia cánh tay run lên, đao khí tiêu tán, sắc mặt đại biến. Còn có cao thủ. Hắn hơi nhướng mày. Chỗ tối, lập tức có vài chục vị người áo đen giết ra, đón lấy phương xa. Hắn lại lần nữa vung đao, vẫn như cũ là giống nhau như đúc lực đạo, giống nhau như đúc góc độ. Bước ta xuất thủ, còn muốn đạt được. Cái kia tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên. Trong chốc lát, vô số kiếm ảnh phá vỡ trời cao, quét sạch trên trời dưới đất, quấy vô biên phong vân, cuốn lên múa tận cuồng xa mà tới. Phất trần phiêu diêu một đám mây. Kiếm khí, dị tượng, kiếm danh cùng đến. A, ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi, 10 mấy tên người áo đen ném đi, bị kiếm khí quét sạch. Sau đó hóa thành cụt tay cụt chân, tiếp lấy, ẩm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không tốt.
đao khí lại lần nữa phá toái. Đang muốn chém giết Tần Vũ, người áo đen thần sắc đại biến, đột nhiên quay người, rốt cuộc bất chấp gì khác, ra sức xuất thủ, muốn ngăn cản. Nhưng lại căn bản ngăn không được. Phốc! Trong nháy mắt mà thôi, vô tận kiếm khí thấu thể mà qua, hắn liền nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều có huyết dịch thấm ra. Ông kiếm khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Giết tại Tần Vũ trước mặt lúc, trong nháy mắt tiêu tán, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Liên quan tất cả dị tượng, tất cả đều biến mất. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Người áo đen còn có một hơi, hắn khó có thể tin, thấp hơn nói kiếm cửu vàng. Ngươi tại sao lại ở đây? Phù phù. Một bóng người xuất hiện. Lão Hoàng, từ Phượng Lai hố hàng tôi tớ Lão Hoàng lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng cũ. Các ngươi muốn giết nhà ta thế tử, còn hỏi ta vì sao ở đây? Nhìn thấy người tới khuôn mặt, người áo đen trong chốc lát trong lòng một mảnh bi thương. Ngươi đúng là kiếm cửu vàng. Là. Kiếm cửu vàng cúi người, đang muốn thi triển sư hồn chi pháp. Nhưng đầu của người nọ lại là trong nháy mắt nổ tung. Quả nhiên. Kiếm cửu vàng nhíu mày, cấm chế này, quả nhiên là ác độc a. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Vũ, vừa nhìn về phía Từ Phượng Lai cùng chính mình thi thể, không khỏi khóe miệng giật một cái. Xem ra, các ngươi cùng chúng ta gặp phải, không có sai biệt. Lão Hoàng, Từ Phượng Lai thanh âm truyền đến. Kiếm cửu vàng bức cách trong nháy mắt thẳng hàng người thành, biến thành hèn mọn thiếu răng lão đầu. Thế tử, ta ở đây này. Tần Vũ, bị dọa, tỉnh Lão Hoàng, hai người liếc nhau, đều có chút kinh hãi. Cái này Lão Hoàng, đúng là đệ bát cảnh đại năng, mà lại, thức kia kiếm quyết, mặc dù cũng không phải là xuất thần nhập hóa, cũng đã cực kỳ kinh người. Vương Đằng gặp qua Phiêu Miểu kiếm pháp, hắn dám chắc chắn, một kiếm này, mạnh hơn kiếm bát, huyền, đương nhiên, cũng còn không bằng kiếm cửu. Đại khái tương đương với Phiêu Miểu kiếm pháp trước 8 kiếm 2 kiếm hợp 1. Nhìn như không tính mạnh, nhưng đối phương cũng tất nhiên không phải toàn lực hành động đủ, để thấy đối phương nhìn thấy tạo nghệ kinh người. Mà lại, kiếm cửu và người này, tựa hồ nghe qua. Tần Vũ hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi ức rất nhiều tình báo. Chỉ là, Cẩm Y vệ lấy được, phần lớn đều là thời gian thực tình báo, chuyện quá khứ cũng không thế nào giải, trong lúc nhất thời, hắn cũng nhớ không nổi đến. Từ Phượng Lai thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy chính mình cái kia đâm mấy cái xuyên tim thi thể, lập tức tê cả da đầu. Lại trông thấy Lão Hoàng thi thể, mí mắt trực nhảy. Lập tức, hắn lại là một phát bắt được Lão Hoàng, mộng bức nói ngươi làm sao mạnh như vậy. Ta nói qua nha. Lão Hoàng cười ngượng ngùng, lại dựng lên một chút độ cao, đại khái cao như vậy, đêm qua mới nói qua. Có thể ngươi không phải nói ngươi không biết võ công sao. Cũng là đêm qua mới nói qua. Ta đích xác không biết võ công nha. Lão Hoàng vò đầu, ta là tu tiên. Từ Phượng Lai trừng mắt, ngươi cam, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Ngươi thật sự không biết võ công, bởi vì ngươi là tu tiên. Có thể ngươi mẹ nó cái này không thể so với biết võ công lợi hại. Chờ chút, không đối. Ngươi nói ngươi thật lợi hại, trộm cái gà bị chó rượt, ngươi chạy cái gì, còn chạy nhanh như vậy, lưu lại ta bị chó cắn. Gặp được sơn tặc ngươi còn chạy so con thỏ đều nhanh, hại ta bị lột sạch quần áo. Ngươi là súc sinh a. Lão Hoàng sụp mi thuận mắt, chỉ là cười ngượng ngùng. Khục kia cái gì, ta đã thề, không phải vạn bất đắc dĩ không xuất thủ. Hôm nay là không có biện pháp, bị buộc bất đắc dĩ Lão Hoàng ngươi. Từ Phượng Lai chỉ vào hắn, tức giận không thôi. Ngươi nha ngươi. Ngươi nói ngươi ai? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Bản thế tử mấy năm này khổ xem như ăn không? Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta còn ăn cái gì khổ a ta? Lão Hoàng rất là không có ý tứ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Thế tử, có người ở đây. Từ Phượng Lai, hắn trợn trắng mắt, nhìn về phía Tần Vũ. Nhìn tình hình này, lần này, nên là sự thật. Tần Vũ,